Rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người.
mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Hello, xin chào mừng các bác tiếp tục trở lại với trung tâm điện tử Thắm Hoa, địa chỉ trung tâm thị tứ Sa Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Còn với video tiếp theo, em xin test một chiếc loa kéo JBA. Đây là chiếc loa kéo được sản xuất tại Trung Quốc các bác nha. Và mã của sản phẩm là SK 8615A với công suất là 600W và bắt 40. Và chúng tôi test cho bạn Nguyễn Văn Huy, bạn ở 24 Lê Duẩn, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và với chiếc loa kéo JBA như trên màn hình các bác đang quan sát, có giá 6 triệu đồng, màu vàng các bác ạ, cái căng màu vàng, cái căng rất là đẹp, con này hát rất là hay các bác nhé. Sử dụng vào 3 đường tiếng, bát và chung tép, bát 40, chung 16 và một tép kèn các bác nhé, thùng gỗ, màu cánh gián các bác ạ, 6 triệu đồng và kèm theo một cặp mic. Em vừa test xong để gửi cho bạn Nguyễn Văn Huy ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên các bác. Và giá 6 triệu đồng. Mà các bác có nhu cầu một chiếc loa kéo hay là một chiếc loa hát đường phố rất tiện lợi cho các bác sử dụng ở những quán bar, quán vỉa hè. Và 6 triệu đồng, các bác liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Trung tâm giao hàng toàn quốc, đây là mã của sản phẩm các bác nhé. Bác có thể vào Google, các bác check cái mã này ra, loa kéo SK 8615A và giá 6 triệu đồng. Đây là trung tâm. Trung tâm nằm sát với trục đường quốc lộ 37 hướng bắc chạy Bắc Giang Lạng Sơn và hướng tây chạy xuống thành phố Chí Linh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Linh.